Thôi mà má. Dạ, má tự tự nhiên xài giấy. Trong nhà con còn mấy hộp nữa. Hai đứa coi á, ông nỡ lòng nào nói với má vậy đó. Thôi má, tí nói vậy thôi chứ không phải ý tí gì đâu má. Mà nhiều khi má hiểu lầm ý tí cũng có nữa. Lầm gì mà lầm? Má nghe rõ ràng mà lầm gì? Tại vì tí con người ngay thẳng, nói thẳng mà không có suy nghĩ gì đâu. Bởi vậy số má khổ lắm. Lấy chồng mấy chục năm nay đòi có chiếc nhẫn một sòn à, mà còn khó khăn như vậy á. Còn Vũ á, ổng quen con Diễm Hồng chưa có bao lâu á mà đã mua nhẫn hồng sòn tặng cho cổ rồi. Má ơi, nhưng mà giờ nói thiệt với má nè, giờ mà tía có muốn mua nhẫn hột xoàn cho má cũng không có tiền mà mua nữa. Bởi vì bao nhiêu tiền tía đi làm á, tía đưa má hết trơn rồi. Ai nói? Ông có quỷ đen đó. Tại má nhắm mắt làm ngơ thôi. Thì giờ cho là tía có quỷ đen luôn đi, miễn là tía thương má thiệt lòng là được rồi. Chứ đâu thể nào mà so sánh tình cảm của tía dành cho má với cái những hột xoàn được. Dạ dạ, cái này vợ nói đúng rồi má. Tại con á, không có trong hoàn cảnh của má nên con nói vậy. Chứ lấy chồng mà vô tâm á, khổ lắm. Nói thì nói chứ chắc nào giờ tía cũng phải có tặng má gì chứ. Không. Không có luôn. Không. Má nói thì sao chứ, không lẽ cái nhẫn cầu hôn mà tía cũng tặng má? Cũng không luôn. Ủa sao kỳ vậy má? Không có cầu hôn má đâu mà tặng. Anh xin lỗi nha, xe bị bể bánh này anh phải vừa đi vừa bôm. Không có sao, em cũng mới tới mà. Ủa, mà em gọi anh ra đây có gì không? Thì em có chuyện muốn hỏi anh đó. Chuyện gì? Mình quen nhau cũng lâu rồi anh hả? Lâu à? Em đếm á là được 49 ngày, 5 tiếng đồng hồ rồi đó. Ây chà, lâu dữ ta. Lâu vậy rồi, anh có dự định gì chưa? Dự định gì là dự định gì? Thì cái đó đó. Cái đó là cái gì? Thì má em nói đó, con gái lớn như cái hũ mắm treo đầu giường vậy đó. À, anh hiểu rồi. Anh hiểu hả? Ừ. Hiểu sao? Thì má sợ thúi à. À, má em sợ vậy rồi anh tính làm sao? Thì em về nói với má là đừng có treo cái hũ mắm ở đầu giường là hết thúi thôi. Không, ý em không phải vậy. Chứ em là sao? Vậy anh có muốn cưới em không? Muốn chứ. Vậy em đồng ý rồi đó. Đó. Con đấy. Cái nhục không? Nhục thiệt. Dạ không. Ý con muốn nói là cũng tiếc quá ha má ha. Mà tí cũng dở thiệt á nghe. Ổng á, lù khù với cái lù vậy đó. Cái đá một cái là lăn một cái à. Thôi mà má, không lẽ má ở với tí biết bao nhiêu lâu nay má không hiểu tình cảm tí dành cho má hả? Không lẽ má không tin tưởng tí? Không được. Má thiệt thòi bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ má không có nhượng bộ nữa. Chứ má tính làm cái gì? Má sẽ ở đây chừng nào mà ổng biết lỗi á rồi tính. Hả?